Cách đây vài tuần, cửa hàng chúng tôi đã đưa tin về việc đồng sáng lập giao hàng nhanh là ông Nguyễn Trần Thi rời khỏi công ty và mới vừa mới đây là Dinh Rao thành lập và hoạt động công ty con Onemao Rao với vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng. Hai sự kiện này quát ra lại có điểm chung. Trên Facebook cá nhân, ông Thi đã ra mắt về việc gia nhập Onemao Rao như đã dự đoán, đây không phải là điều bất thần gì cả thanh xuân của ông thưa nối liền với nghề logistics nên vì thế tiếp tục phát huy lợi thế kinh nghiệm trận mạc trong nghề này là điều dễ hiểu. Trong bài đăng của thi đã có chỉnh sửa so với ban đầu, lúc mới đăng còn tồn tại đề cập tới một vài cái thương hiệu cộng cán trong thương trường Việt Nam. Theo nguồn tin thân cận, Nguyễn Trần Thi rời giao hàng nhanh là do cơm không lành, canh không ngọt với ban quản trị của cô Mê Xe công ty mẹ của giao hàng nhanh, một nhân sự cấp cao của komece cho hay đang xúc tiến mua lại toàn thể cổ phần của ông thi do quá trình mới có tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp với công ty tuy nhiên theo thay mặt từ onemarrao công ty này sẽ không còn đánh vào thị trường thương mại điện tử nơi mà những đơn vị dẫn chuyển đang tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau giành lấy từng siêu thị trực tuyến một onemarrao được đồng thành lập và hoạt động bởi Jin Rao và một trong những tên tuổi lớn trên thị trường với lợi thế tự cung tự cấp, liên minh này sẽ dùng Onemao rau làm bàn đạp đưa hàng hóa tự sản xuất đến trực tiếp tay người tiêu dùng, cắt bỏ toàn bộ những câu trung gian phân phối ở giữa. Hiện nay trên thị trường chưa xuất hiện đơn vị nào làm được điều này, hoặc tích hoặc phân phối sẽ phải thua ngoài. Nếu làm hoàn hảo được mô hình này, Onemao rau sẽ là game dơ trong nghề bán lẻ.